Giờ nước nó xuống đâu có tắm được anh ha, hồi đúng trước rồi. Con anh nó tắm ở đây nè, là nước bình thường nước nó tới đầu gối nè. Thì tắm được. Cái đoạn dưới thì sâu hơn. Ủa là bắt cá ở đây luôn hả anh? Đúng rồi. Em muốn lội suối là phải săn mồi. Vậy là chắc mũi. Ai có muốn thử nghiệm cái lạnh cỡ nào luôn. Hiện tại đây là đang là mùa hè. Nếu như mà mùa đông thì nó sẽ lạnh hơn nhiều nữa. Ai thử nghiệm xuống nước này là nó có sợ hay là chú đổ vô vậy chú? Đá không, không bị lúng. Ở đây đá mà người ta suối mà. Đang chọc vô. Sao mọi người xuống nó đã mà còn hơi chứ bị nước đá luôn nó đã. Ồ, đá. Mà, dưới là cái thịt đá luôn. Anh Hải cỡ sinh năm 90 à. Ủa anh là mình bắt cá ở đây luôn hả anh? Nói chung là nước đá Sài Gòn là không bây giờ lạnh hơn. Ôi. Nhất gì xem nha. Ngâm bia uống được. Ủa anh cá có ở đây được không? Chiều bắt cá đi, bữa hôm nay diễn viên có bắt ở đây nè. Ê con ong ong trời ơi. Diễn viên rồi bắt ở đây nè, có quýt đầu tiên là nó bắt nhiều nhất á. Ở đây rồi, ôi mát lắm luôn. Cái suối này người ta bắt cá suối. Bắt cá suối, hồi nãy mình bắt nữa. Mình nghe nói là buổi tối cá nó sẽ không có di chuyển nhiều. Bởi vì người ta bắt buổi tối. Không thông tin nội bộ mình biết rồi, đừng có la bả ra nó đem lên bò nó chăm điện là chết, nó chăm điện là không còn nữa, đúng rồi, đúng rồi. Nó giờ nó bắt là nó bắt là nó đem bây giờ nó đem bò điện lên nó chăm là còn cái gì nữa. Bắt đến bắt như đồng bò là còn. Bên đây có bối cảnh mình cũng quay cái cảnh ở bên đây là có nhân vật của Ba Lành chạy tìm bà từ trong rừng đó. Ở trong cái trailer có Ba Lành nhảy từ trên đó băng đây đi xuống chạy ra đó. Có ai mang giày phải lột ra mới được, mang dép thì mới xuống được. Nói chung là mình xuống mình mang lội này cho nó thằng mang dài đó thèm cho nó chưa thèm đúng không? Thèm không mà không công nhận mà lên đến đây mà không chưa không thử ok đang chuẩn bị đi ra đây. Cái bữa mình quay á là nước nó cao hơn thì bà Hai đã té ngay khu vực đó rồi, chứ không có té ra tới ngoài này. Lúc mà mình quay á, lúc mà tháng 12 thì nước nó ngay mép trên đó đó. Cái đó thì mình đứng đây là nước nó sẽ lên gần tới đầu gối của mình. Đó thì cái cảnh mà má Hai đi lao nguyên chiếc xe đó đó, lao từ cái dốc xuống và té ngay đây. Thì cái quay cái cảnh đó đó là lúc đó là đang cái thời điểm là cuối năm thì khí hậu ở đây ban ngày lúc đó nó khoảng 14-15 độ và buổi tối nó khoảng 8 độ thì rất là lạnh. Thì để quay cái cảnh đó thì má Hai thật sự là má Hai rất là sợ, lý do là sáng 6 giờ sáng mình bấm máy cái cảnh đó để có cái cảnh sương mù lên cho cái nhất là đúng thời điểm và nó hợp. Và cái này nó rất là đẹp hình. Thì đêm đó quay xong má mới nói mình là đêm đó má mất ngủ, má sợ là má sẽ không quay được. Bởi vì mất ngủ á. Từ khi đọc kịch bản là má Hai sợ, cứ nghĩ đến cái cảnh quay đó là không ngủ được bởi vì lo. Nhưng mà má Hai không có dám nói cho đoàn phim biết là sợ là. Đó, mọi người sẽ lo. Khi mà quay xong hoàn thành cảnh đó má mới khai thiệt là má mất ngủ con ơi. Nghe nói cái cảnh mà lao xuống suối mà trời đây mà là nó lạnh mấy độ không là là quéo hết. Nhưng mà ở trong cái clip behind the scene thì mình có giới thiệu lại là quấn rất kỹ cho má ở mình có học được một cái để bảo vệ mà ấm trong người á, là quấn bằng cái bọc thực phẩm á, mang bạc thực phẩm á, mình quấn chặt đi trong người rồi sau đó mình mới mặc đồ vô. Ví dụ ở ngoài đồ mình có ướt đi nữa ở trong mình không có bị lạnh đó. Còn nếu như mà đồ mình ướt rồi á, lên cái gió nổi về là mình không chịu nổi đâu, nó buốt trong lúc cuối năm nó buốt là không chịu nổi luôn á. Mà cũng may mắn là cái cảnh nó quay sáng sớm thì 4 giờ sáng mọi người đã xếp máy móc sẵn hết luôn để khi mà bắt đầu 5 giờ
5 giờ mấy còn đang sương mù phải quay trước, quay mặt trời vừa lú lên là phải quay liền, quay cho kịp. Và cũng may mắn là má nói là thôi kệ nó, ráng đau một lần thì hy sinh về rừng, và chỉ có quay có mấy shot là đã đạt. Còn nếu như mà diễn viên mà nhát mà sợ đau với sợ lạnh đó, là phải quay tới quay lui, mà khi quay tới quay lui đó là nắng lên như thế này là mình sẽ không quay được, mà sáng hôm sau mình sẽ quay lại. Cũng may mắn là chiếc phim vừa rồi là tất cả các diễn viên ai cũng hợp tác hết á, nên tiến độ quay rất là tốt. Ok rồi, một vòng rồi một vòng trải nghiệm về giới thiệu sơ về có bối cảnh là mặt 7 tạm dừng ở đây.